5,3 triệu bộ kệ âm đi 3 tầng, gồm 1 ngăn kéo và 2 tầng đơn. Em Lợi đã quay trở lại video và xin chào tất cả anh chị em đang xem video ngày hôm nay. Báo cáo với anh em, hôm nay là ngày đầu tuần, thì hôm qua thứ bảy và chủ nhật thì em có tham gia các cái chương trình gọi là liên hoan ngày tựu trường, thế nên là ham vui quá nên là cuộc gọi của các bác, nhiều của bác gọi đến thì em là bỏ lỡ 5-6 bác. Hôm nay lại quay lên một bộ kệ audio 3 tầng, chất liệu là dòng gỗ dổi được sơn màu óc chó, làm kỹ càng trên dưới trong ngoài. Cái giọng của em này nó vẫn còn khàn quá, nó vẫn còn kém quá, hơi ồm, không biết các bác nghe rõ không. Nhưng mà với bộ sản phẩm này, bình thường thì các bác đã biết rồi đấy, là em bán là 1,4 triệu một tầng và ngăn kéo 3 triệu, tổng combo bộ này là 5,8 triệu. Nhưng mà ở trong video này hôm nay là cũng nắng nóng này, chia sẻ lên cho anh em thì hạ nhiệt một chút, để coi như là thứ nhất là tri ân các bác, tri ân khách hàng. Thứ hai là cũng giảm nhiệt một chút trong cái mùa hè nóng nực này, để cho nó có sự đổi mới. Thì em xin phép chia sẻ với các bác bộ sản phẩm này hiện tại nó đang sở hữu cái kích thước cao 88cm nha, 88cm. Và rộng thì vẫn là 62 rồi, rộng là 62 các bác nhá, rộng là 62. Và sâu của nó là 50. Đó. Với cái bộ sản phẩm này thì những cái đúng chuẩn thời điểm của nó là coi như là em bán là giá 1,4 triệu một tầng. Và coi như là cái ngăn kéo là 3 triệu đồng. Thì trong tất cả các video ngày trước, nói chung cái bộ này thì nó là cái hàng ít, bởi vì là em cũng chỉ còn có mỗi bộ này thôi. Thì các bác nào quan tâm đến cái bộ sản phẩm này thì liên hệ với em Lợi, để coi là em Lợi chốt cho các bác nhé, đầy đủ logo các thứ và đảm bảo là hàng chuẩn, hàng ngon lành. Bởi vì gỗ này em chuẩn bị là rất lâu rồi, rất là khô rồi, bởi vì là em mới nọc, em mới mới dọn kho thì còn cái bộ này thôi. Đấy, mà đặc biệt là cái thằng này nên vân óc chó, thì nên màu óc chó thì màu xanh sáng rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, rất là ngon luôn, nên là các bác mà dùng bộ này thì hết sức là yên tâm và thoải mái nha các bác nhá. Giá là 5,3 triệu đồng, tức là em chiết khấu trực tiếp so với giá gốc là 500.000 đồng, em để cho các bác với giá 5,3 triệu đồng và em ship toàn quốc cho các bác luôn, ship toàn quốc cho các bác luôn. Thỉnh thoảng lâu lâu thì em cũng giờ hâm giờ người, cũng có những cái dịp để chia sẻ đến cho tất cả anh chị em mình. Thì anh chị em nào đón nhận cái sản phẩm này sớm thì alo trực tiếp cho em Lợi nhá, 0978 0978 617 323. Sorry, em sẽ gắn số điện thoại ở trên đầu video cho tất cả các bác xem nhé. Cái bộ này thì được điêu khắc chạm trổ luôn. Đấy, nhìn khá là đẹp, với cái màu sắc này cũng rất là đẹp. Đó. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã quan tâm theo dõi nhé. Xin cảm ơn.